Xin chào các bác, chào mừng các bác đã chốt được cô Gia Khánh vào nhé. Chúc tất cả các bác một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay là 16 tháng 2, em lại tiếp tục lên mong nô phụ kiện câu cá. Thì hôm nay em có lưỡi này, là phụ kiện thập cẩm các loại luôn. Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết, em lại giới thiệu qua số điện thoại em là 0878690999. Em đã ghim trên các màn hình. Bác nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là ebook qua Zalo nhé. Em báo giá trước khi giao dịch cho bồn phí ship, mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000. Ship code toàn quốc, có kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Giờ em giới thiệu chi tiết từng mã một. Mã đầu tiên giới thiệu cho các bác là một cái bao quần của hãng Exoner có nhá, Exoner Fishing này. Còn cái bao này sẽ bao giả da có nhá, kiểu này vải carbon ấy, nhìn nó bóng bóng ấy. Đây kiểu dáng này. Chiếc bao này dài 1m4 có nhá. Đây. Ui. Đây có nhá. Đây. Kiểu dạng vải giả da như này có nhá. Chân này sẽ là da thật này, da thật này. Dưới này kiểu vải carbon như này có nhá. Đó, lấp lánh như này. Đây kiểu dáng đây. Phần da bao này còn rất là đẹp, rất là bóng thôi nhé. Da bao rất đẹp, rất bóng nhé. Đây. Đó, kiểu dáng như này. Con này chiếc bao này sẽ là bao đơn như này. Bao đơn này dành cho bắt được cần câu tay hoặc là cần câu máy. Mà cần câu nó sẽ không được máy thôi nhé. Đây, kiểu dáng này. Đó, dây đeo đầy đủ nhé. Đây, rồi cho bác xem bên trong. Khóa chữ G đầy đủ các nhé. Đây, đầu là có khóa chữ G to đùng này. Rồi cho bác xem bên trong. Đây, bên trong sẽ như này. Bên trong sẽ nhựa cứng thôi nhé. Nhựa cứng nhá, nó bác cho cần một thoải mái luôn, chống sốc thoải mái các nhá. Đây kiểu dáng này. Mã số 1 thì này nó cũng có một hai điểm nó hơi mỗi báo này. Đây em báo nó các bác, thứ nhất là cái tay cầm tay sách này này. Đây nó hơi bị kiểu nó dây sách một chút này này. Đó, bác nào không cần cầm đây mà cầm vào cái tay đây này thì vẫn là ok nhá. Đây, và thứ hai nữa này, là phần dưới chỗ này này, phần dưới chỗ này này, đó cái chỉ nó kiểu nó hơi bị bục ra nhưng mà cái lớp này chỉ là lớp dưới để cho nó cố định cái lớp này thôi này. Còn trên này vẫn là lớp chính của nó nhé. Cái vết khâu trên này nó khâu chính nhá, tại vì sợi chỉ to. Đây kiểu dáng này, đó. Nó bị như này thôi nhá. Thì là cái bao này, bao mã số 1 nó có hai cái lỗ nhỏ như thế, còn nó tất cả nó ok hết. Mã số 1 em sẽ để cái giá là 500.000 nhé. Mã số 1 500.000 nhá. Em sửa luôn cho các bác. Mã số 1 500.000 chiếc bao dài 1m4. Rồi ok. Rồi tiếp tục mã số 2. Mã số 2 em lấy một chiếc bao tiếp theo. Một chiếc bao này thì hàng cao cấp hơn. Một chiếc bao hàng cao cấp hơn mà size to hơn. Cái này cho bắt đầu đựng cái máy nhỏ nhỏ, cần máy nhỏ nhỏ vẫn được ok hết nhá. Đây. Con chiếc bao này sẽ là dài 1m3 coi nhá. Của Fishing ASA. Đây. ASA nhá. ESA. Đây. Đó. Một chiếc bao hàng nội địa. Cực kỳ đẹp luôn. Kiểu dáng cực kỳ đẹp coi nhá. Chiếc bao thì sẽ làm bằng vải coi nhá. Vải nhá. Đây. Vải này nhá. Đó đây, kiểu dáng này. Cho bạn khá là to, con này thì được cái là hai ngăn thôi nhá, hai ngăn, đế sẽ là đế nhựa như này, đế nhựa nhá, đế ok hết nhá, đế nhựa nhá, đó ok chưa, có hai túi ngăn phụ và ngăn chính, tay sách ok hết này, tay sách cường lực này, dây đeo này, rồi cho bác xem ngăn phụ trước nhá, đây ngăn phụ sẽ này, cho bác rồi đựng hộp phao rồi hộp phụ kiện vào trong đây nhá, rồi tiếp tục em dở bên trong. Bên trong cực kỳ rộng rãi quá nha. Đây. Bên trong cực kỳ rộng luôn. Đó, cực kỳ rộng quá nha. Cực kỳ rộng, cực kỳ đẹp luôn. Đó, một chiếc bao dài 1m3, cho vào đựng cần câu máy cũng được. Câu máy là được, cái phần chiều của này của nó rộng ấy, mà đựng cần máy cũng được. Thế con này mã số 2. Mã số 2 dài 1m3, con này sẽ để giá là 600 nhá. Mã số 2. Rồi tiếp tục mã số 3. Mã số 3 thì em lại có một cái chiếc thùng câu này. Thôi cái này xong em sẽ để ra ngoài cho đỡ vướng nhá. Rồi, mã số 3 em sẽ có một chiếc thùng đựng của Daiwa như này. Cái thùng này cũng khá là nhìn nó hơi ố ố rồi. Đây, nó nhìn bên ngoài thôi. Được kế bên trong cực kỳ đẹp luôn. Đây, chiếc thùng Daiwa nhé, có hai ngăn luôn. Daiwa này. Đây, chiếc thùng này em sẽ quay ra đây một chút các bạn nhé. Quay xuống đây cho các bạn một chút nhé. Đây, chiếc thùng này khá là hay này. Em thấy là nó có mấy ngăn cơ, gọi mấy lớp ấy. Đây, cái dây đeo đai hoa này, ok nhá. Tay sách sẽ sách dán như này có nhá. Sách dán như này. Đấy. Rồi em sẽ mở cái nắp ngoài. Đây, nắp ngoài sẽ như này. Đó, ngoài sẽ có một nắp này nhá. Và bên trong thì chúng ta có một nắp như này. Một nắp vải nữa. Cái này chúng ta đựng phụ kiện hoặc đựng cá cũng được. Thì là bên trong này nó sẽ là nhựa cứng quá nhá. Đây. Bên trong nó sẽ nhựa cứng như này có nhá.
nó có thể đi câu cá sộp trước, đựng ở đây thoải mái. Nhưng mà cái nó không có lỗ kiểu thoát khí thôi. Đó là đựng phụ kiện thoải mái nhá, chống mưa thoải mái quá nhá. Đó bên trong sẽ này, bên trong này. Rồi em sẽ đo cho các kích thước. Kích thước của nó chiều dài nó sẽ là 37 cm quá nhá. Và chiều rộng này. Chiều rộng là 22 cm nhá, và chiều cao. Chiều cao nó sẽ là 24 cm thôi nhá. Chiều cao 24 cm. Đấy, một chiếc thùng Daiwa. Nhìn thôi bên trong còn rất là đẹp quá nhá. Đây. Có một chiếc thùng Daiwa như này nhá. Ngăn phụ khóa kéo ok hết nhá. Này. Đây, ngăn phụ đây. Ok hết quá nhá. Con này sẽ là sản xuất tại đâu đây? Sản xuất ở Taiwan quá nhá. Sản xuất tại Đài Loan ấy, Đài Hoa sản xuất tại Đài Loan nhá. Con này sẽ mã số 3. Mã số 3 con này sẽ để có giá là 300 ngàn chiếc thùng này. Đó, nó hơi cồng kềnh nhưng sẽ vứt ra ngoài. Đó, bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp cho em nhá. Rồi, chúng ta vào chỗ phụ kiện này. Mã số 4. Mã số 4 em giới thiệu cho bác em trong một combo hộp phụ kiện như này, rất là nhiều thứ luôn, thập cẩm các loại nhá, nhiều lắm các bạn. Đó, mã số 4 này. Đây, mã số 4 này. Đầu tiên em có một cái này nó chưa biết để làm gì cả, nó ghi 15 cm này. Đây, kiểu dáng này. Đó, cái nhất nhá. Cái này sẽ là một cái hộp này, hộp dây để cho bác buộc thẻo nhá. Đây này. Nó ghi đây này. Đây này, em thấy nó hướng dẫn sử dụng như trong này nhá. Đó, hướng dẫn để buộc thẻo các kiểu nhá. Đó. Cái này của Touray này, của Touray quá nhá. Rồi, tiếp theo. Theo cước này, cước em có cũng khá nhiều cước đấy. Tạm thời thấy 3 cuộn cước này, cước số 6 quá nhá. Số 6, số 4 này. Cước trong còn rất là nhiều nhá, đa số còn nguyên nhá. Rồi. Một cái hộp này. Hộp này em chưa biết hộp để làm gì cả. Đây này. Cũng khá là hay, tại vì là nó xoay này coi nhá. Đấy, xoay bên trong cũng chẳng biết để làm gì cả. Đây, mở cho các xem. Đây, bên trong sẽ như này quá nhá. Chưa biết cái này để làm gì cả, nó sẽ xoay như này. Đó. Rồi, tiếp tục món tiếp theo. Đây, món tiếp theo đúng này em sẽ có một đống lưỡi này. Lưỡi câu này. Thập cẩm các loại luôn. Xe to xe nhẹ đủ hết coi nhá. Thanh phát sáng này, cắm đầu phao này. Mùi mềm này. Đây, lưỡi này. Đó, khá là nhiều quá nhá. Rồi là cối máy câu này. Đây, cối này cối của con Daiwa. Daiwa súp. Đây nhá. Cối này của con đuôi chuột với nhá. Đuôi chuột này. Rồi mình sẽ có một hộp thẻo như này. Một hộp thẻo như này. Hộp này đựng 5 cuộn thẻo coi nhá. Đây. 5 cuộn thẻo nhá. Thẻo trong này có sẵn nhá. Còn nguyên lưỡi coi nhá. Đó. 5 cuộn thẻo này. Cả hộp luôn. Hai hộp đựng phụ kiện nhỏ nhỏ này. Khá là xinh quá nhá. Hộp mê hô luôn coi nhá. Hộp mê hô luôn nhá. Đó. Cước này. Cuộn này cuộn số mấy đây? Cuộn này từ số 3 đến số 12 này. Cực kỳ nhiều quá nhá. Cực kỳ nhiều luôn. Rồi con này con tôm này, con giống bạch tuộc này. Đó, lưỡi nhức đầy đủ này. Cái này là cái gì? Cái này là cái cho bác lọc nước đó nhá. Lọc nước hay lọc mặn gì đó. Đây này. Nó có nhiều thanh, thanh đỏ, thanh trắng đó nhá. Đây. Nhiều thứ. Rồi cước này, cước Touray này, cước 0.8 này, 10m này. Lưỡi nua này. Đây, em chả biết cái chì này làm gì cơ. Chì nó xoắn của nó so này. Khóa ninh này. Khóa ninh này. Lưỡi câu nua này. Đó, 1 2 3 4 gói. 4 gói này nhá. Tôm câu mực này. Tôm câu mực này. Xin kinh 3.5 thôi nhá. Đây, 3.5. Rồi tiếp tục em có hai hộp này. Hai hộp này chưa biết hai hộp gì cả. Đây là nó hướng dẫn hình trên này quá nhá. Nói chung về Việt Nam này em nhìn thấy nhiều cái lạ nó chưa biết cái gì cả. Đây. Đây, hai cái hộp như này, hộp nhựa quá nhá, hộp nhựa nhá. Hai cái hộp này. Và bên trong còn đống phụ kiện đây này, còn nhiều lắm các ạ. Chì này, chì gói này. Đây. Que phát sáng này. Khóa số 8 này. Khóa xoay này. Đây thẻo này. Đấy, thẻo câu mương quá nhá, thẻo bé tí à. Đây, chì này. Rất là nhiều quá nhá. Đủ các loại chì luôn, đây. Chì em thấy nhìn kiểu như đầu viên đạn ấy, đây này. Rất là nhiều luôn. Chì này sẽ là chì dán thôi nhá, chì dán ấy, chì dán 300 yên này. Đây với chỉ dán nữa này.
đó, rồi chì sợi này, đó rất là nhiều quá nhá, thập cẩm các loại luôn. Thì em cứ vứt ra cho bác nhé. Đây này, thấy cái này của chì ấy này, chì treo này, chì treo đai hoa mà nhá, đó chì treo đai hoa này, 1/8 oz, 3.5g này, đó đây, khá là hay quá nhá. Rồi tiếp tục bên trong, bên trong cũng còn, đây em đã có chì treo tiếp này, chì treo này, chì này chì 7g quá nhá, chì 7g này, và thẻo câu cá mương này, đó, rất là nhiều thứ luôn quá nhá, lưỡi câu nua này, chì dây này, lưỡi câu nua này, đây chắc là một cái ngọn cần gì đó, một ngọn cần gì đó nhá, đây thẻo trước rất là nhiều quá nhá, đây chì này. Chì này, đó rất là nhiều quá nhá. Thì là cái combo này em sẽ đánh cho bác mã số 4. Thập cẩm các loại bao nhiêu thứ này luôn. Combo mã số 4 em sẽ để với giá là 1 triệu. Bác nhá. Combo số 4 1 triệu. Lưỡi cước rồi là đủ thập cẩm các loại luôn. Đây, số 4 sẽ để với giá là 1 triệu. Mã số 4. Rồi tiếp tục sẽ chuyển sang mã số 5. Mã số 5 em lại có một combo tiếp theo. Một combo đây. Combo này chỉ có nửa giá với cả cái với mã số 4 các nhá. Combo này chỉ có 500 ngàn thôi. Combo 500 ngàn. Combo này khá là nhiều nhá. Đầu tiên đập vào mắt chúng ta có 3 cục chì này. Chì này chì của hãng gì đấy các nhá. Chì này khá là đắt đấy. Chì này tại vì là hơn 20.000 một viên này này. Gần 30.000 một viên này các nhá. Đó chì này. Chì tiếp này. Đó khá là nhiều chì nhá. Rồi chúng ta đến lưỡi. Lưỡi này có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 gói lưỡi này, 12 gói này, 13 gói lưỡi này. Đó rất là nhiều lưỡi các bạn nhá. Rồi tiếp tục, em lấy thẻo nhá. 1, 2, 3, lúc này em lấy 3 gói thôi. Tại vì là có gói nó ít lắm. Tính như bác còn 3 gói nhá. Đó. Không có một cái thước để đo cá này. Thước đo cá, đo chiều dài cá này. Đấy, thôi là chiều dài cá nhá. Rồi. Đấy, thẻo tiếp này. Khá là nhiều đấy các bạn. Thẻo này, thẻo chì này. Đây. Nó có nguyên một hộp đựng chì như này các bạn nhá. Nguyên một hộp đựng chì như này nhá. Khá là hay. Đấy, em có lại tiếp tục một hộp này sẽ hộp đựng thẻo buộc sẵn nhá. Thẻo này. Cái thanh này sẽ là thanh cuốn thẻo nhá. Khá là hay các bạn nhá. Tổng cộng có 5 thanh. 5 thanh. Đó, đây. Phao đèn này, có 1 2 3 cái này. Phao đèn. Đèn này là cái phao này cho bác câu ISO nhá. Đó, câu ISO này, đầu phao sẽ có đèn hết đó nhá. Đầu phao có đèn hết nhá. Ở bên trong này, pin này, chuông này, chì này. Đã có mấy bộ thẻo đấy này. Đó, cái gói này được khá là nhiều ạ, mà giá rẻ có 500 ngàn thôi. Đây, thẻo này. Rồi chì này, rọ đựng câu cá này. Đó, đây chì xỏ này, rất là nhiều quá nhá. Thì là con này sẽ là mã số 5. Mã số 5 em sẽ để với giá là 500 ngàn hộp này nhá. Mã số 5, 500 ngàn. Cực kỳ nhiều luôn. Rồi tiếp tục mã số 6. Mã số 6 em có một hộp này cũng là combo là 500 ngàn nhé. Mà cái này sẽ là có hộp. Có hộp quá nhé. Hộp nhé. Đây, bên trong đây. Đầu tiên em có khay này khá là nhiều phao này. Phao các kiểu quá nhé. Phao này. Đó, rồi tiếp tục xuống dưới này. Cái này em có thẻo này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cái thẻo quá nhé. Thẻo, tất cả thẻo đều thẻo lưỡi to như này các nhá. Về câu chép được, câu chép câu cá mượn được đều hết nhá. Rồi tiếp tục này. Phao này, phao có 4 quả phao. Quả phao ISO hoặc là phao câu đài như này các nhá. 4 này, một cái thanh quấn thẻo này. Cước em đang có một cuộn cước số 3 của Touray 50m nhá. Đây. Đó. Hai hộp đựng chì, đựng phụ kiện. Đây. Hai hộp đựng chì đựng phụ kiện nhé. Đó còn nguyên chì trong nhé. Lại tiếp tục cước này. Đây lại cước 0.8 này. Cước này cước con cá này. Cước con cá này. Nhưng còn cước này còn nguyên coi nhá. Còn nguyên nhé. Rồi tiếp tục dao kéo này. Hiện tại em đang có một cái bấm này. Cái bấm này sẽ là bấm hở coi nhá. Đây. Bấm hở này. À bấm hở nhá. Và tiếp theo em sẽ có một cái bấm. Cửa bấm rút bút này. Đó. Bấm này cho bác cắt dây cước thoải mái nhá. Ok hết nhá. À. Có hai cái này. Và tiếp tục em có mấy thanh này là thanh để cho bác nó cuốn thẻo này. Một cái cây gỡ lưỡi này. Đó, một combo này, combo này thập cẩm khá là nhiều đồ đấy. Thì là combo này thì em sẽ để có giá là 500 ngàn. Tại vì nó có hộp, riêng chỉ giá cái hộp là mấy trăm ngàn rồi. Thì em sẽ để có giá combo là 500 ngàn quá nhá.
combo sẽ là combo số 6 500 ngàn các bạn nhé. Combo số 6 500 ngàn. Rồi tiếp tục combo số 7. Combo số 7 thì em sẽ loại cũng lọc cho bác một combo này cũng 500 ngàn thôi nhé. Một combo này khá là nhiều đồ. Combo này chủ yếu là phao thôi. Đầu tiên sẽ có 3 quả phao như này các bạn nhé. 3 quả phao như này. Đây. Phao ISO, phao khá là đẹp các bạn nhé. Đây. Đấy. Phao mới này. Đấy, tiếp quả nữa này. Đây. Đây nhá, 3 quả phao nhé, combo đầu tiên. 3 quả phao này. Rồi tiếp tục em sẽ có 5 quả phao như này. 5 quả phao này sẽ là phao xốp các nhá, phao xốp nhá. Đây. Phao này có thể qua gắn đèn sáng, que phát sáng hoặc là đèn sáng ở đây được nhá. Đó, 5 quả phao như này. Phao này sẽ là phao ISO cho bác câu biển nhá. Đây. 5 quả này. Rồi tiếp theo em có một loạt cước. Cước em sẽ có 1 2 3 4 5 cuộn cước như này nhá. Cước số 6 50m này. 50m một cuộn, đúng này có 2 cuộn này. Cước số 1.5 Touray này 50m có 2 cuộn này. Và một cước này từ size số 3 size số 12 này. Đó đây. Đó. Được anh nhá. Rồi tiếp theo. Tiếp theo em có sẽ có một cái cáp này. Cáp cho dành vào là câu biển nhá. Câu cá to ấy, câu cáp này nhá. Đây. Một cái cáp đây. Rồi tiếp tục một cái gói này chả biết được gói gì nữa đây này. Để bào gỗ hay là mài gỗ? À chắc cái này giấy giáp ạ. Cái này chắc để giấy giáp cho các mài gỗ như là mài có những con mồi ấy. Đó rồi đây. Thẻo này. Mồi rích này. Que phát sáng này. Ở bên trong nó có cái chì các nhá, có cái chì nhá. Chì này chì Fuji các bác nhá. Chì Fuji này hai mấy nghìn một quả ấy. Hai mấy ba mấy nghìn một quả này các bác nhá. Đó. Thì là combo này cũng có hết thôi. Nói chung là chủ yếu về nhiều phao. Nhiều phao cả cước thì là combo này sẽ để có giá là 500 ngàn. 500 ngàn mã này nhá. 500 ngàn mã số 7. 500 ngàn combo mã số 7. Rồi tiếp tục mã số 8. Mã số 8 em sẽ giới thiệu cho bác, em sẽ có một combo lưỡi. Một combo lưỡi như này các bác nhá. Tổng cộng đúng này nó sẽ là 33 gói lưỡi. Mà combo này lưỡi gói nạo còn rất là nhiều các nhá. Đây, cửa dạng như này. Đây sẽ cho bác xem luôn này. Lưỡi chỉ có toàn là lưỡi size chung chung cho bác câu chép nhé. Câu chép, câu chấm là ok. Còn size lớn mà để dành câu biển thì là combo này sẽ không có. Đây sẽ xếp gọn cho bác nhé. Đây. Đây lưỡi số 7 này. Lưỡi số 7 cho bác câu chép này. Đây. Con này lưỡi này sẽ dành cho bác câu cá chấm nhé. Câu cá chấm này. Đó, size nó bé bé thôi, không to. Rồi tiếp tục, con này sẽ là số 6 này, số 6 này. Size lưỡi chung chung nhá. Lưỡi số 4 của Gama này. Số 9 này. Số 9 nhưng mà size sẽ size béo nhá, size bé nhá, số 9 này. Số 4 này. Con số 9 lưỡi chỉ ngang số 4 này thôi các nhá, ngang số 4 này nhá. Đó, khá bé. Lưỡi cực kỳ nhiều luôn, gói nạo còn rất là nhiều nhá. Con lưỡi này ngang lưỡi số 4 coi nhá, lưỡi số 4 này. Đây, lưỡi quả nó lưỡi số 9 cũng ngang với lưỡi số 4 nhá. Lưỡi Gamma này. Đó, đa số toàn Gamma thôi. Lưỡi số 3 này. Lưỡi sẽ là lưỡi số 6 coi nhá, lưỡi số 6 này. Gói này sẽ là ghi lưỡi số 12 nhưng mà nó ngang ở lưỡi số 6 của gói xanh đi nhá. Đây, con này lưỡi số 6 này. Con này lưỡi số 7 này. Đó, lưỡi cũng bé bé không to quá nhá. Đây, con này lưỡi số 10 thì ngang ở lưỡi số 5. Đây con này lưỡi số 6 này. Lưỡi số 6 lại chỉ ngang lưỡi số 5 kia thôi. Số 5 hoặc 4 thôi, cũng khá bé. Đây con này lưỡi số 4 này. Số 5 này. Số 6 này. Con này số 5 này. Số 6 này. Con này số 5 này. Đó, lưỡi toàn lưỡi bé quá nhá. Con này lưỡi số 6 này. Số 6 này. Số 5 này. Đấy, đa số gói nạo còn rất là nhiều nhá. Đa số toàn lưỡi nhỏ thôi. Đây. Cứ quay cho nó đại đại đi nhá. Đó đây. Combo này. Rồi em sẽ đếm combo cho anh nhá. Combo này không nhận được 33 hay 34 gói thì phải. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3, 14, 15, 16, 17, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 gói nhé, em sẽ tính cho bác là 34 gói. 34 gói này em sẽ đánh cho bác combo mã số 8 700 ngàn nhé. Combo số 8 700 ngàn. Combo tiếp tục, mã combo số 9. Combo số 9 em giới thiệu bác đây, đống này em sẽ có đống lưỡi 3 tiêu dành cho bác câu nua nhé. Đây, lưỡi BKK trắng, BKK đen. Đây có nhé. Một combo này sẽ gồm được 12 hộp. Em tính ra nó sẽ thành 13 hộp nhưng em sẽ tính cho bác 12 hộp nhé. Đây. Đầu tiên cái lưỡi này sẽ lưỡi chỉ có 2 đây đây, lưỡi 2 tiêu có nhé. Lưỡi này về bác móc vào là câu luôn là sẽ chống vướng rất là tốt nhé. Một hộp này 6 chiếc còn nguyên này. Đó đây. Đây, hộp 4 chiếc này. Đó, hộp 4 chiếc này size số 4 này. Hộp này sẽ là size số 6 này. À cũng size số 4 thôi nhé, size số 4 nhé. Đây. Đó. Size số 6 này. Hộp này sẽ là size số 5 này. Đây size số 5 này, hộp này size số 5 thì hơi to. Hơi to dành bác câu cá to nhá. Hộp này của Microcraft này. Đây. 4x các bác nhá, độ cứng 4x nhá. Hộp này sẽ hộp số 6 này. Nó khá là nhiều. Đây, hộp này dành cho bác là câu UN này, size số 8 này, 8 chiếc một hộp này. Đây. Gamma Katsu này. Đây size số 4 này, 6 chiếc. Đó. Tiếp này, BKK trắng này, Gamma Katsu này. Size số 7 này, 6 chiếc này. Khá là nhiều quá nhá. Đây. Lưỡi Kuvitan này, size số 5 này. 8 chiếc này. Đó đây, lưỡi Gamma Katsu, lưỡi size số 3 này. Đó, tập cẩm rất là nhiều luôn. Em có soi cho bác xem một lượt nhá. Đó, xem một lượt nhá. Đây này. Có hộp nó chỉ có 2 chiếc thôi nhưng mà em sẽ đập vào những cái hộp mà có 3 chiếc là mỗi hộp có 5 chiếc hoặc 6 chiếc đúng không? Thì em sẽ đảo với nhau cho nó đủ một hộp sẽ 6 chiếc hoặc là hơn một chút hoặc kém một chút nữa nhá. Đây. Đó. Nó tính tất hộp này lúc này nó bây giờ tầm 15 16 hộp gì đó, 15 16 hộp nhé các bác nhá. Đây, lưỡi đây, lưỡi đây hoa này. Lưỡi gamma này, lưỡi gamma, lưỡi BKK trắng này. Đó, hộp này còn nguyên này. Đây là combo tiếp theo này. Đây. Đây combo như này các bác nhá. Đó, tổng cộng sẽ đếm đầu hộp nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 hộp các bác nhá. 19 hộp nhưng em tính vào nó chỉ có tầm 13 hộp thôi. Em tính là chỉ tầm 13 hộp thôi thì là combo này em sẽ để cho giá 1.2.000, mã số 9 nhé, mã số 9 1.2.000 nhé, cực kỳ nhiều luôn. Đó, combo này thì sẽ là lưỡi nhỏ cho bác, dành cho bác câu cá nước ngọt hoặc câu cá cận cận nước nở một chút bác nhé. Đó, đây, rồi tiếp tục mã số 10. Mã số 10 em sẽ có một combo lưỡi sẽ lưỡi to nhé, lưỡi to đại bác luôn, lưỡi to đại bác luôn. Đó thì hôm nay nó hơi xa thì em sẽ sửa qua đây cho bác nhé. Đây, mã số 10. Mã số 10 em sẽ có tổng cộng là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 hộp. 10 hộp nhưng em sẽ tính cho bác là 9 hộp quá nhé. Tính cho bác 8 hộp thôi. 10 hộp nhưng mà tính cho bác 8 hộp thôi. Đây, lưỡi sẽ lưỡi to nhé. Lưỡi 3.0 này, 3/0 này. Đó, lưỡi này sẽ là giá nó sẽ là 1.200 yên nhé, là 200.000 hộp này, nhưng mà bán rẻ các bạn. Đây, size lớn này, size này dành cho bác nào câu biển nhé, dành cho bác câu biển nhé. Đó đây, size lớn nhé. Một này, rồi tiếp tục lưỡi gamma cá su này. Đây, lưỡi 2/0 này. Đây, 2/0 này. Lưỡi BKK bao trắng bao nét cho bác luôn. Có bóc được không nhỉ? Đây, em sẽ bóc luôn cho bác nhé. Đây nhá, lưỡi đây. Lưỡi như này nhá, cực kỳ nét luôn, cực kỳ sáng quá nhá. Đó, cực kỳ cứng cáp luôn. Đây thân nó rất là to. Đó, lưỡi gamma katsu, lưỡi 16. À đâu, lưỡi size 2.0, 2/0 quá nhá. Đây tiếp tục lưỡi 5/0 này. 5/0 này, lưỡi này to này. Đây, lưỡi to nhá, 5/0 này. Lưỡi 2/0 này. Rồi tiếp tục 2/0 này, đa số toàn 2/0 và 1/0 thôi nhá. 2/0, 3/0, 4/0. Đó, tổng cộng thì là nó có 10 hộp. Em quy sang nó sẽ có 10 hộp đấy. Nó hộp này trừ hộp kia nó sẽ là 10 hộp.
10 hộp này em sẽ đánh với giá là mã số 10. Mã số 10 hộp này em sẽ để cho giá là 800 ngàn nhé. 800 ngàn 10 hộp này. Đó, hộp size lớn nhá. Rồi tiếp tục. Ui giời, bùng ở trong này kìa. Rồi tiếp tục đến mã 11. Mã 11 em sẽ combo hai cái phụ kiện này. Thứ nhất em sẽ có một cái thước đo cá như này nhá. Một thước đo cá dài như này. Đây. Đấy, bản sẽ bản to này. Bản to này. Dài mắc 65 phân. Dài mắc 65 phân coi nhá. Đây. Đấy, 65 cm. Đó, một cái thước này nó sẽ bằng làm kiểu nó vải giả da ấy. Cực kỳ bền luôn nhá, cực kỳ bền nhá. Cái đầu tiên sẽ là món này. Rồi tiếp tục món thứ hai của mã này em sẽ có một cái túi này, sẽ là cái túi để cho bắt đựng mùi dích quá nhá. Đây. Đây của hãng Cắt Vitae này. Đấy, đây. Cái này dành cho bắt đựng mùi dích nhá. Nó khá là hay, cái này khá là mới quá nhá. Đây. Ở đây là combo thứ hai. Đây, combo này sẽ mã 11. Mã 11 thì hai món này sẽ để với giá là 150 ngàn. Mã 11 150 ngàn. Rồi mã 12 em sẽ có một hộp này. Một hộp cho bác đựng phụ kiện này. Còn một UN khá là hay nhá. Hộp này có Meho quá nhá. Hộp này có Meho, đây, Meho. Vetsert này. Đây chứ hộp này rất là nhiều ngăn quá nhá. Đây, nó có ngăn vách đầy đủ này. Đó, các bác thể chia ngăn ra hoặc là các bác tháo hết ra đựng sẽ được nhiều mùi hơn. Đó, đây là hai ngăn to này. Đây tiếp một ngăn nữa này. Đó. Ngăn này khá là sâu nhá, có đựng mùi thoải mái nhá. Đây. Còn trên này cái vách này ấy, trên này sẽ là ngăn mỏng hơn một chút nhưng vẫn được những con mồi thìa này, mồi cá sắt nhỏ này là ok hết nhá. Còn những ngăn nhỏ này cho đựng phụ kiện này. Tổng cộng nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ngăn. 12 ngăn quá nhá. Mỗi cái hộp này gần như là mới quá nhá. Gần như là mới này. Có chốt ok nhá. Đây, kiểu dáng như này. Con này mã số 12, một chiếc hộp không này sẽ để có giá 100 ngàn các bác nhá. Mã số 12, hộp nhỏ cực kỳ ít luôn. Rồi tiếp tục mã số 13. Mã số 13 thì em có một hộp chiếc hộp Meho y xì như vậy luôn, cũng ven xước này. Đây, Meho này. Giống xì quá nhá. Nhưng chiếc hộp này sẽ đắt hơn một chút tại vì bên trong nó có lưỡi, có phụ kiện. Đây. Bên trong có chì này. Chì này, đây. Đây là chì kẹp nha các bác nhá. Đây là chì xuyên vào những con mồi mềm để cho nó nặng hơn một chút đấy. Đây này. Đó. Rồi nào cái ống này em chưa biết là ống gì. Đây. Chưa biết nó là cái ống gì cả. Đây này, có cả lưỡi câu trong đây các bác nhá. Rồi ngăn lưỡi câu này. Lưỡi câu này, lưỡi G-Hawk này. Rồi cái lưỡi này sẽ là lưỡi độ chì cho nó nặng các bác nhá. Đây. Lưỡi này dành cho bắt nó câu mồi mềm đấy, khá là hay này. Đấy. Rồi sang bên này. Sang bên này em sẽ có lưỡi này, lưỡi dích hét. Ui giời ơi. Đây lưỡi dích hét kiểu dáng như này. Đó, lưỡi dích hét quá nhá. Rồi lưỡi này lưỡi chống vướng này. Đây lưỡi chống vướng này, có cái thanh chống vướng như này quá nhá. Đó khá là nhiều đồ ấy. Này, lưỡi dích hét này, cài mồi mềm chống tuột này. Đây, khá là hay quá nhá. Cực kỳ nhiều đồ trong đây. Đó, đây. Lưỡi to hơn một chút, độ trì này. Đó, khá là hay quá nhá. Thì cái hộp này sẽ là mã số 13. Mã số 13 có phụ kiện bên trong sẽ để có giá là 150 ngàn, mã số 13 nhá. Rồi tiếp tục mã số 14. Mã số 14 là không chứa hộp Meho tiếp theo này. Hộp Meho này của Japan nhá. Hộp đấy bên trong cực kỳ nhiều phụ kiện luôn. Đây, bên trong này cực kỳ nhiều phụ kiện quá nhá. Chì này. Chì này, chì treo này. Chì xuyên vào mồi mềm này. Đây có 1 2 3 4 loại này. Bên này sẽ có một ít khóa snap này, khóa cho câu nu ấy. Rồi lưỡi câu này. Đó, đây từ đây. Từ đây hộp này có nhá. Khá là nhiều phụ kiện. Thế cái hộp này em sẽ lấy cho cái giá là 150 ngàn, mã số 14, 150 ngàn. Rồi mã số 15 em giới thiệu bạn em sẽ có hai hộp lưỡi như này. Hai hộp lưỡi này dành cho câu dích biển nhé. Dích biển nhé, lưỡi khá là to ấy. Thế thì lưỡi này nó sẽ buộc sẵn rồi. Đây sẽ bỏ ra cho các xem nhé. Đây lưỡi kiểu dạng như này. Đây lưỡi dạng như này. Đây lưỡi buộc dây sẵn như này các nhé. Lưỡi buộc dây sẵn này nhé, các bạn có thể câu luôn. Lưỡi rất là sắc luôn. Đó cực kỳ sắc các nhé. Lưỡi vàng, lưỡi trắng, lưỡi hồng đầy đủ hết. Đây. Đây kiểu một lưỡi dích đây. Đây như này quá nhá. Đó, lưỡi hồng này. Lưỡi hồng này. Còn cái này nó có cả khóa luôn các nhá. Có cả khóa luôn này. Đó cực kỳ hay luôn. Rồi lưỡi ba tiêu này. Đó trong này rất là nhiều lưỡi các nhá. Rất là nhiều lưỡi nhá. Đây. Lưỡi size to cũng có nhá, rồi size to, size bé có hết nhá. Đây, đây thứ nhất là hộp đầu tiên. Rồi, em sẽ cho các xem hộp thứ hai. Cái hộp này cực kỳ đặc biệt thôi. Hộp này cực kỳ đặc biệt cơ. Đây. Thứ nhất trên này là nó có một cái ngăn như này. Đấy, một ngăn cực hay nhá. Cái ngăn này cho bác đựng phụ kiện này, khóa này, rồi là dinh thay lưỡi này. Đây. Bên trong đầy rất là nhiều dinh thay lưỡi nhá. Đây này. Thanh chống xoay này. Đây.
thanh xoay này, rồi là dinh này, dinh to này, dành cho bác câu biển quá nhá. Đây cả dinh hình như này quá nhá, hình như này nhá, nó khá là hay đó. Thế là ngăn đầu tiên có cả chì luôn này. Rồi tiếp tục ngăn thứ hai, ngăn thứ hai em sẽ có một loạt lưỡi như này, lưỡi sẽ lưỡi xích, lưỡi đôi luôn chị nhá, lưỡi đôi luôn nhá. Đây dành cho là câu biển cực kỳ hay luôn. Đây đó, đây trong hộp cũng có luôn nhá. Đó thì là combo này em sẽ có hai hộp này dành cho bác nào câu biển câu rích nhá. Hai cái hộp này, hai hộp đánh mã số 15 sẽ để có giá là 250 ngàn, mã số 15 250 ngàn nhá, hai cái hộp này. Rồi tiếp tục mã số 10 chết rồi, em như em không đánh mã số 16 rồi, đánh sang mã số 17 luôn thôi nhá. Mã số 17 bỏ mã số 16 này, mã số 17 em sẽ một hộp phụ kiện này, một hộp này cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ đẹp quá nhá, cực kỳ đẹp nhá. Hộp này của Mê Hô quá nhá, hộp Mê Hô này đó, cực kỳ hay nhá. Đây nhỏ nhỏ này cho bác đựng phụ kiện, hôm nay chuyên cho bác đựng phụ kiện nhá, nhỏ nhỏ đây, cái khóa cực kỳ chặt luôn, cực kỳ chắc chắn quá nhá. Đây đó, đây bên trong sẽ như này, nó sẽ chia cho nhiều ngăn nhá. Thứ nhất một bên này nó sẽ cho ngăn nhỏ nhỏ ti ti này, bên trong rất là nhiều lưỡi luôn, người ta ti ti nhá các nhá. Đây đó, đây đấy, phụ kiện rất là nhiều luôn, lưỡi này, lưỡi này, dinh xoay số 8 này, rồi là cái sỏi này, sỏ nằm, sỏ chặn này, lưỡi này, đó khá là hay nhá. Rồi ta chuyển sang bên này, bên này thì ta sẽ có một cái ngăn to như này, đó ngăn to như này nhá, ngăn to đang có những cái thanh xoay, thanh sỏ này, em chưa biết cái sỏ này làm gì cả. Đây này, nó ghi cả hãng đây này, G8 các kiểu đấy các nhá. Đây thanh như này, à, chắc là chì quá, thanh kẹp chì như này, đó thanh kẹp chì như này nhá. Đây nó sẽ như này, cực kỳ hay luôn, đó rất là nhiều đồ quá nhá. Đây thanh như này, chưa biết làm gì cả, nhưng mà thôi thì cái hộp combo như này, combo này sẽ để cho bác là mã số 17, mã số 17 cho hôm nay sẽ để có giá là 350 ngàn nhé, mã số 17. Rồi tiếp tục mã số 18, mã số 18 em sẽ có một cái hộp đựng phụ kiện như này nữa nhé, đựng phụ kiện đựng lưỡi nhá, cực kỳ mỏng luôn, cực kỳ mỏng quá nhá, cực kỳ mỏng nhá. Hộp này của hãng Kizakura, Kizakura nhá. Đây nó chỉ có một hộp này thôi, nhưng mà có hai mặt, mỗi mặt là ba ngăn quá nhá. Đây hộp như này, đây hộp này có thể là chống nước quá nhá, các thả nước không dò vào trong đây được đó. Tại vì sao, đây tất cả những cái viền này này, viền này này nó có gioăng cao su hết đó nhá, gioăng cao su nhá. Bên trong sẽ có lưỡi như này quá nhá, lưỡi này 6 ngăn, ngăn nào cũng có lưỡi hết quá nhá. Đây 6 ngăn này, mặt này được 3 ngăn có lưỡi rồi này. Đây lưỡi to thì lưỡi to, lưỡi bé nhá. Đây hộp này có phải mua lưỡi rồi, có hộp luôn thì. Rồi tiếp tục, đây tiếp tục một hộp như này quá nhá, rất là nhiều lưỡi, rất là nhiều lưỡi các nhá. Ui giời, nó chặt lắm các bạn, vì nó mút mà. Đây lưỡi này, lưỡi trắng, lưỡi vàng này, rồi là phụ kiện này, phụ kiện xỏ dây này, các kiểu này. Đây này, nó có gioăng cao su đây các nhá, đó chống nước, lưỡi này, đó rất là hay. Thì nó hộp này, chiếc hộp này mã số 18 sẽ để có giá là 250 ngàn nhé, mã số 18 250 ngàn. Rồi chuyển sang 19 em sẽ có một hộp đựng phụ kiện của Daiwa, hộp đựng phụ kiện Daiwa nhé, màu sẽ màu xanh như này, cực kỳ hay luôn. Cái hộp bác nhìn như này đúng không, tổng cộng bây giờ đang là 6 ngăn đúng không. Đây này, nó tách ra này, đấy, nó sẽ hai hộp mỏng chính như này nhé, bác không thích các hộp nó vào này. Đây, có đặt phát bình thường như này, đặt phát là siết nó trên như này, phát là lại chặt lại ngay bác nhé, nó thành mấy hộp đôi không tách ra này, cực kỳ hay luôn. Đó mình hộp đây qua. Thì nào nó có 6 ngăn như này, 6 ngăn đây. Mỗi ngăn ngăn bên này sẽ chia thành hai ngăn nhỏ này nhé, cho vật dụng phụ kiện nhé. Nữa như là khóa dinh, rồi là dinh thay nữa các kiểu nhé. Nó cực kỳ hay. Đây. Tất cả cái ngăn vách này nó sẽ có gioăng cao su nhé, để chống nước đấy nhé. Đây. Bên này thì mỗi một ngăn này sẽ thành 3 ngăn nhỏ, bên kia là 2. Đó cực kỳ hay các nhá. Đó một chiếc hộp đây qua. Con này mã số 19 hộp này sẽ để vào giá là 150 ngàn cái hộp này nhá. Giá cực mềm. Mã số 19 150 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 20. Mã số 20 em sẽ có một hộp chì to này, hộp hai mặt quá nhé. Đây mỗi một bên thì sẽ có 5 ngăn, mỗi bên có 5 ngăn quá nhé. Đây bên này có 1 2 3 4 5 này, bên này 1 2 3 4 5 này, 5 ngăn này. Bên trong nó sẽ có chì này, và khóa xoay này, khóa câu này, rồi là cái thanh này, thanh chia ba này quá nhé, kiểu chia thẻo là ba ấy. Đây đó, rồi bên này hạt chặn này, rồi là chì này, nó hạt chặn này, nói chung là rất là nhiều đồ quá nhá, rất là nhiều đồ nhá. Thì nào hộp này sẽ mã số 20 sẽ để có giá là 90 ngàn, mã số 20. Rồi tiếp tục mã số 21,
Mã số 21 nó sẽ cho bác một combo này, một combo sẽ trước tiên sẽ một cái thùng này, thùng để múc nước các nhé. Có dây sẵn này, thùng múc nước các nhé. Đây, màu xanh này, đó hàng mới chúng còn sử dụng các nhé. Rồi thứ hai em có một chiếc kính nặng như này, một chiếc kính nặng như này các nhé. Đây. Đây. Cái chỗ này các anh nhìn nó hơi mòn mòn đúng không? Thực tế là cái chỗ này nó chỉ mòn một tí cao su bên ngoài thôi, còn bên trong không ảnh hưởng các nhé. Đây này, em soi bên trong này, bên trong đẹp hết. Đẹp hết các nhé. Một chiếc kính nặng. Đây. Đó, kính nặng các nhé. Đây. Kính này của hãng gì này? Hãng gì đấy các nhé. Đó em không rõ này. Đây, dính nặng như này. Đó, đây một combo như này. Combo này mã số 21 thì nó có hai món như này, một chiếc kính nặng và một chiếc xô như này. Thì là em sẽ để với giá là 200 ngàn, mã số 21 200 ngàn nhé. Rồi tiếp tục mã số 22. Mã số 22 em sẽ có một chiếc bao đựng máy của Abu Garcia của Thụy Điển nhé, sedan này. Đây. Đó. Abu Garcia nhé. Hàng cái hàng mới chúng ta sử dụng ấy. Cực kỳ đẹp luôn. Dây đeo nhé, dây dán đầy đủ nhé. Đây này. Nó hơi mờ, có camera hơi mờ. Tôi sẽ bóc luôn ra cho bác xem luôn nhé. Xem tận mắt cho nó thoải mái. Đây. Đây, chiếc bao như này có nhé. Đó, chiếc bao như này nhé. Cái này sẽ bằng mút xốp thôi nhé, mút xốp nhé, cực kỳ chắc chắn. Đây. Đó, dán vào phát ok luôn này. Đây. Ok luôn nhé. Một chiếc bao của Abu Garcia, mã số 22. Mã số 22, một chiếc bao Abu này, bao máy Abu này, sẽ để có giá là 100 ngàn, mã số 22. Rồi, tiếp tục mã số 23. Mã số 23 em sẽ có một hộp này, hộp này cũng khá nhiều đồ này, hộp này khá nhiều đồ nhé. Hộp một chiếc hộp nữa của Gamma Katsu, Katsu. Đó, Gamma Katsu. Đây. Rồi bên trong nó sẽ là cái đồ khác thôi nhé. Đầu tiên sẽ có ba cái thanh này. Em chưa biết ba cái thanh này để nó sản xuất làm gì cả. Đây này. Đó. Đây nó in hình như này em chưa biết để làm gì cả. Ba thanh này nhé. Ba thanh này. Đó. Nó ghi là 0,6 mini nhé, 2 mét. Hay là dây nhỉ? Em nghĩ chắc là dây rồi các bạn. Nó là dây rồi các ơi. Nó là dây rồi. Đây. Ghi 0,6 mm này. 2 mét trên một vòng này. Đó, đây. Một cuộn khá là nhiều đấy các nhá. Đây có ba cuộn như này. Rồi tiếp tục. Nhưng mà chính của nó, trước tiên em sẽ một chiếc spool này, một chiếc spool này em nghĩ là spool của một là của Daiwa, hai là của Abu Garcia nhé. Chưa biết spool gì cả. Đây. Cứ báo lời cho bác là có một chiếc spool như này. Đó trong hộp này. Rồi tiếp theo sẽ có một cái cối này của hãng gì đây? Daiwa. Một chiếc cối Daiwa nhé. Đây. Cối này của con máy đuôi chuột các nhá. Đây. Rồi. Nhân vật chính này, nhân vật chính em sẽ trước tiên cũng có một cái này sẽ là một cái chống đổ, một cái chống đổ dành cho những con máy nào cổ cổ ấy thì em sẽ siết con ốc này vào này. Siết con ốc này vào qua nhé. Siết ốc này vào nhé. Đó. Một chiếc chống đổ này. Hai nữa em sẽ có tổng cộng đống này có 2 4 4 con ốc, 4 con ốc của Homsort ấy. Đây, 4 con ốc đây nhá. 4 con ốc đây nhá. Đó, cho bác là vặn vào cái tay máy ngang nhá. Vặn chốt tay máy ngang nhá. Đây. Và có cả nong đen đầy đủ luôn. Rồi tiếp theo sẽ một cái này sẽ là một cái bịt nắp của cái máy đứng của Daiwa nhé, bịt nắp máy đứng Daiwa nhé. Đây, đó còn nguyên do luôn. Cái này sẽ là hàng zin luôn nhé. Rồi tiếp theo này, tiếp theo có cái luôn này, một cái cờ nê để cho vặn con ốc này coi nhé. Thì combo này cũng khá là nhiều đồ ấy. Đây, cờ bun rồi là cối này, thập cẩm các loại luôn. Thì là mã này sẽ đánh cho là mã số 23, mã số 23 sẽ để có giá là 400 ngàn nhé, mã số 23 400 ngàn. Rồi, mã số 24. Mã số 24 em sẽ có một cái hộp này, một hộp hộp sẽ hộp Meho nhá. Hộp này đựng khá là nhiều đuôi cá số Wimbat, số Wimbat này. Đây. Những con đuôi này sẽ thay vào những con mồi Megabat này, cũng mồi Gebat hoặc là con Kenkrat cũng được các nhá. Kenkrat cũng được nhá. Đây này. Những cái đuôi này của con Kenkrat này hoặc thay Megabat được ok các bác nhá. Đây. Tổng cộng nó có ba chiếc đuôi như này, ba chiếc đuôi giống nhau như này, ba chiếc đuôi như này nhá, hai cái màu đen, một cái màu trắng nhá, và một chiếc đuôi đầu to như này để cho nắp cho tít, đây, đó, và một chiếc đuôi sẽ đuôi dáng như này, đuôi dáng như này quá nhá, đó, đuôi dáng này nhá, rồi, ở bên cạnh nữa em sẽ có một gói chì này sẽ chì dán nhá, chì dán vào những con mồi Wimbat các nhá, Wimbat nhá, có Van Crab này, đây. Đây, những cái chì là dán ở dưới miệng con cá như này nhá, dán bụng nhá để tăng độ nặng cho con cá nó chìm sâu hơn ấy. Đây. Đó thì nó combo này nó có từng đấy. Thì combo này sẽ mã 24, 24 sẽ để vào giá 150 ngàn nhá. Mã số 24, 150 ngàn. Rồi, mã số 25. Mã số 25 em sẽ có một vỉ mồi câu mực như này.
một vỉ mồi con mực này nhá. Đây. Đó, nó có thanh 1 2 3 4 5 6. 6 thanh 6 màu, 6 màu khác nhau. Và có một cái con mồi mực quấn đây nữa nhá. Đó đây, mồi tôm con mực nhá. Giá nó 1.600 yên này. Kinh điển luôn. Đem nhận 300.000 gói này. Dã man thật. Đây, một hộp như này quá nhá. Đó, một hộp này. Một hộp này dành cho bác con mực mã số 25 sẽ để có giá 120.000 nhá, mã số 25. Rồi, mã số 6. Mã số 6 em chắc chịu có một chiếc cần câu bút. Một chiếc cần câu bút này. Đây, một hàng này chắc hàng China xuất Nhật đúng không? Đây là China này. Đó, em thấy trong thùng hàng nó về mà. Đây, một chiếc cần câu bút như này. Màu sẽ màu đen nhá, máy sẽ máy ngang này. À, cần đen máy ngang, bút đen quá nhá. Đó, kiểu dáng này. Hàng mới chưa qua sử dụng. Hộp này thì sẽ để có giá là 120.000. Mã số 26 120.000 nhá. Rồi, tiếp tục mã số 27. Mã số 27 em sẽ có một chiếc kìm này, một chiếc kìm gỡ lưỡi hoặc là cắt dây của Daiwa quá nhá. Đây, bộ kìm cực kỳ đẹp luôn. Đây. Nhìn dáng bao đẹp quá nhá. Bao đẹp nhá. Đó, đây. Cực kỳ sáng luôn. Đây, kiểu dáng như này. Một chiếc kìm Daiwa này. Đây bên trong này nhá. Đó. Đây, màu vàng này. Con này mã số 27. Mã số 27 chiếc kim này sẽ để có giá là 200.000 nhé. Mã số 27 200.000 nhé. Rồi tiếp tục mã số 28 là mã cuối cùng. Mã 28 này em sẽ có một chiếc ống này, sẽ là ống đựng cần các nhé. Một cái ống đựng cần như thế này. Một cái ống đựng cần như này. Cái này có cả đai đeo vào người nhé. Cái này mục đích là sản xuất là cho bác đeo vào người, đeo hông mình ấy. Thế nào, cái ống này này, cái bác không câu nó cắm cái cầm đây phát nào ok luôn. Đó, không sợ gãy, không sợ văng nhé các nhé. Đây, một cái ống như này. Dây đeo đầy đủ hết bác nhá. Dây đeo đầy đủ hết nhá. Chốt đầy đủ hết nhá. Thì là một chiếc ống đựng cần như này. Em sẽ đánh cho bác là 28. 28 sẽ để có giá là 200.000 nhá. Mã số 28 200.000, một chiếc ống đựng cần như này. Thì là clip hôm nay thì là cũng hơi dài. Thì là tôi nhiều mã quá, mỗi một mã giới thiệu bao lâu ấy. Thì là bác thông cảm cho em, thì bác xem ưng mã nào thì là chốt báo trực tiếp cho em hoặc là inbox qua Zalo nhá. Còn bây giờ mình dừng video, hẹn các video tiếp theo. Bye bye.